Sau quãng thời gian ngập tràn những tin tức xuất hiện với tần suất dày đặc về diễn biến của thương vụ chiêu mộ Mason Mount, thì những ngày qua, cơn sốt về chàng tiền vệ của Chelsea đang dần hạ nhiệt. Người hâm mộ Man United bắt đầu lo ngại rằng liệu thương vụ này đang đi đến quá trình nào và đội bóng có thể chiêu mộ được anh vào mùa hè này hay không. Rất nhiều những câu hỏi đã được đặt ra, và mới đây, những thông tin về quá trình đàm phán giữa Quỷ Đỏ và The Blues đã bắt đầu xuất hiện. Theo đó, cả hai bên vẫn chưa thống nhất về mức phí dành cho Mason Mount và liệu Man United có cương quyết với trường hợp này. Ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng chúng tôi cập nhật tình hình về thương vụ chiêu mộ chàng núi trong video ngày hôm nay. Sau mùa giải căng thẳng nhưng khá thành công vừa qua, đội chủ sân Old Trafford phần nào đó đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều để tiến hành bước vào quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Giờ là lúc không còn lo lắng về chấn thương hay thể trạng, mà tất cả sẽ đổ dồn vào thị trường chuyển nhượng. Bên cạnh những vấn đề bên lề như quá trình chuyển giao chủ sở hữu cũng như trường hợp của Mason Greenwood. Về phiên chợ hè năm nay, bên cạnh việc chiêu mộ một tiền vệ đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của Quỷ Đỏ, tương đương với vị trí tiền đạo. Nếu thầy trò Erik ten Hag muốn tiến bộ hơn nữa, đủ sức cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới, họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ này. Còn không thì ngay cả việc cạnh tranh top 4 cũng là điều không thể nếu cứ giữ mãi bộ khung như hiện tại. Đó chính là lý do mà thương vụ chiêu mộ Mason Mount đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành sớm để anh có thể cùng với các đồng đội mới chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Đây cũng chính là nguyện vọng của chiến lược gia người Hà Lan khi ông luôn muốn các tân binh hoàn thành sớm thủ tục để có thể hội quân sớm cùng với toàn đội và triển khai những ý tưởng chiến thuật được nhuần nhuyễn hơn. Mặc dù đã đồng ý tất cả những điều khoản cá nhân, nhưng thương vụ này vẫn chưa thể kết thúc được. Lý do bởi vì cả hai câu lạc bộ vẫn chưa thể thống nhất được mức phí chuyển nhượng. Trong khi đội chủ sân Old Trafford hy vọng sẽ chiêu mộ được Mason Mount với mức phí trong khoảng từ 50 đến 60 triệu bảng, thì yêu cầu từ phía đại diện thành London với Quỷ Đỏ là họ muốn 70 triệu bảng cho cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Cobham. Theo tờ The Athletic mới đây đã xác nhận, huấn luyện viên Erik ten Hag muốn có thêm một số 8 năng động trong đội hình mùa tới và xác định Mason Mount là một chữ ký ưu tiên. Chiến lược gia này tin rằng tuyển thủ Anh có tố chất phù hợp khi có kỹ năng tấn công kèm người với khả năng phòng ngự thông minh. Được biết, số 19 sẵn sàng rời Chelsea và việc đồng ý các điều khoản cá nhân không thành vấn đề với anh. Tuy nhiên, mọi vấn đề lúc này lại nằm ở mức phí chuyển nhượng. Đội chủ sân Old Trafford đã ra mức giá ban đầu là 40 triệu bảng cùng với những khoản thưởng được thêm vào. Nhưng The Blues đã cương quyết từ chối. Họ vẫn giữ nguyên lập trường của mình ban đầu là 70 triệu bảng cộng với các khoản phụ phí và vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ từ phía đội bóng áo xanh. Trước đó, tờ The Athletic đưa tin rằng tiền vệ sinh năm 1999 lần đầu tiên lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Hà Lan trong thời gian được cho mượn đến Vitesse Arnhem vào năm 2018. Và giờ đây, khi có cơ hội được làm việc cùng với ngôi sao này, thầy Mười Khó chắc chắn không thể nào muốn bỏ lỡ. Lợi thế của Man United trên bàn đàm phán là họ có được suất dự Champions League và đây luôn là đấu trường mơ ước của bất kỳ cầu thủ nào. Hay nhìn rộng ra, việc chiêu mộ một cầu thủ đã ghi 33 bàn thắng và có 37 kiến tạo sau 195 trận cho Chelsea rõ ràng sẽ giúp hàng công của Quỷ Đỏ trở nên mạnh mẽ hơn và tuyến giữa cũng có thêm sự lựa chọn. Truyền thông xứ sở sương mù cũng khẳng định rằng bản thân chàng núi chỉ muốn chuyển đến Old Trafford chơi bóng so với hai câu lạc bộ đã trèo kéo anh là Liverpool cùng với Arsenal. Vì bản thân ngôi sao 24 tuổi bị thuyết phục trước kế hoạch mà cựu thuyền trưởng Ajax đưa ra. Đồng thời anh sẽ là nhân tố chủ chốt để giúp Man United tìm lại vị thế của mình trong tương lai. Hay nói cách khác là suất đá chính sẽ được đảm bảo. Nhiều người lo ngại rằng phong độ sa sút của Mason Mount sẽ không đáng để Quỷ Đỏ phải chi ra một số tiền lớn như vậy. Nhưng nếu xét từ khi anh bắt đầu ra mắt Premier League đến nay, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Cobham đã có đến 2 mùa giải được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea. Chỉ khi chính nội bộ đội bóng bất ổn khi trải qua đến 4 huấn luyện viên, số 19 mới bắt đầu sa sút đi kèm với chấn thương dai dẳng. Chính vì vậy, nếu chỉ một năm không quá thành công mà cho rằng tiền vệ của Tam Sư không phù hợp với Man United thì quả thực là quá thiếu cơ sở. Nên nhớ rằng, dù rất cần người, nhưng đội chủ sân Old Trafford có lý do để không phải quá hấp tấp mà chiều theo ý của đại diện thành London. Lý do ở đây chính là việc bản thân ngôi sao sinh năm 1999 chỉ còn lại 12 tháng trong hợp đồng với The Blues. Đồng thời đội bóng này đang chịu áp lực phải bán cầu thủ vào mùa hè năm nay sau khi đã chi ra 600 triệu bảng trong hai kỳ chuyển nhượng vừa qua.
Và tất cả đó là cơ sở để ban lãnh đạo của nửa đỏ thành Manchester hạ thấp mức giá của cầu thủ này nhằm phù hợp hơn với tình hình hiện tại. Mới đây, nhà báo uy tín về Manchester United David Ornstein của tờ The Athletic đã cập nhật tình hình thương vụ này. Qua đó, Chelsea vẫn bảo lưu quyết định của mình và chưa chấp nhận hạ giá Mason Mount. Đại diện phía Tây London muốn thu về 80 triệu bảng từ việc bán ngôi sao 24 tuổi. Trong đó, 70 triệu bảng phải trả trước cùng với 10 triệu bảng phụ phí. Còn về phần Man United, họ đang muốn thuyết phục đối tác chấp nhận mức giá 55 triệu bảng. Đội chủ sân Old Trafford hiểu rằng họ đang nắm lợi thế trong cuộc đàm phán này. Chelsea sẽ cần phải giải quyết dứt điểm tình hình tương lai Mason Mount trong phiên chờ hè năm nay nếu không muốn rơi vào viễn cảnh mất trắng sau một mùa giải nữa, như họ đã từng gặp phải ở hai trường hợp của Antonio Rudiger và Andreas Christensen. Phóng viên Ben Jacobs của CBS khẳng định Quỷ Đỏ sẽ không nhân nhượng trong thương vụ chiêu mộ chàng núi điển trai này. Ông khẳng định là tình hình tài chính không ổn định khi quá trình chuyển giao chủ sở hữu chưa hoàn tất sẽ là rào cản để đội bóng áo đỏ chi nhiều tiền cho một cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng, nên việc nhượng bộ The Blues sẽ là điều rất khó có thể xảy ra. Mason Mount là ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Erik ten Hag, nhưng Man United kiên quyết không thay đổi quan điểm. Man United cố gắng có được Mason Mount với giá dưới 60 triệu bảng vì ngân sách chuyển nhượng bị hạn chế. Điều này là hoàn toàn hợp lý vì những ngày qua, dù đã có nhiều tín hiệu tích cực về quá trình chuyển giao câu lạc bộ, nhưng vẫn chưa thể có được thời gian chính xác để kết thúc. Vì vậy, rất khó để chiến lược gia người Hà Lan có thêm kinh phí để đi chợ trong bối cảnh rối ren như hiện tại. Dù rằng nguồn tin uy tín từ ESPN mới đây cũng đã cho rằng phía nhà Glazer đã bật đèn xanh cho thương vụ này, dù quá trình chuyển giao diễn ra như thế nào đi nữa. ESPN cũng cho biết thầy Mười Khó đang bắt đầu lo lắng cho kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng khi vẫn mờ mịt về số tiền được cấp và không biết khi nào có thể triển khai việc mua sắm dù mùa giải đã khép lại. Thậm chí đã có nguồn tin cho rằng nhà cầm quân 53 tuổi đã có buổi làm việc căng thẳng với giới chủ về quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới trong thời gian qua. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano mới đây cũng đã không để mình nằm ngoài cuộc trong sự kiện đang rất hot như hiện tại. Nhà báo người Italia đã có những cập nhật mới nhất về diễn biến của thương vụ này với rất nhiều thông tin sẽ khiến cho người hâm mộ Quỷ Đỏ vui mừng. Man United đã gửi tin nhắn tới Mason Mount xác nhận ý định chiêu mộ trong những ngày tới. Điều khoản cá nhân không phải là một vấn đề khi Mason Mount muốn gia nhập đội bóng. Chelsea tiếp tục yêu cầu mức phí ít nhất 80 triệu euro. Đây là lý do tại sao thỏa thuận chưa có bất kỳ tiến triển nào trong tuần này, nhưng thương vụ vẫn chưa khép lại. Deadline dành cho Chelsea sẽ rơi vào ngày 30 tháng 6 tới. Đó là lúc họ cần phải thanh lý bớt cầu thủ sau khi đã chi quá nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng dưới thời tân chủ tịch Todd Bowley. Nên việc Man United cương quyết không nhân nhượng cũng là điều dễ hiểu. Sở dĩ, đội chủ sân Old Trafford quyết tâm cho thương vụ này vì ngoài sự đa năng, sở hữu kỹ thuật cơ bản tuyệt vời, xoay sở tốt trong không gian hẹp, có nhãn quan xuất sắc và lối chuyền bóng thông minh, Quỷ Đỏ còn đang đối mặt với việc Christian Eriksen đang sa sút phong độ khá nhanh trong giai đoạn cuối mùa giải vừa qua. Và khi mà thể trạng không đảm bảo, thật khó để chú lính chỉ Đan Mạch có thể cày ải liên tục ở mùa giải mới. Khả năng đóng góp vào việc phòng thủ từ xa của Mason Mount là điều mà mọi huấn luyện viên đều ưa thích. Ten Hag dĩ nhiên sẽ muốn có nguồn năng lượng tràn đầy mà anh cung cấp ở hàng tiền vệ. Một điều đặc biệt là tiền vệ của Tam Sư cho thấy sự vượt trội so với Eriksen ở mọi chỉ số tranh chấp tay đôi. Anh thực hiện trung bình 8,2 pha tranh chấp tay đôi mỗi 90 phút ở Premier League mùa giải năm nay, vượt trội so với thống kê 2,6 của cụ Sen. Tiền vệ của Tam Sư còn có thừa kinh nghiệm chinh chiến ở xứ sở sương mù, thậm chí là anh đã từng lên ngôi tại Champions League với Chelsea trong mùa giải mà anh là người chơi hay nhất của đội. Những thông số về bàn thắng hay là kiến tạo của số 19 cũng đều khiến cho tất cả phải hài lòng, nên việc Man United có được bản hợp đồng này là điều hoàn toàn tích cực. Bản thân chàng núi cũng còn rất nhiều thời gian để tìm lại chính mình, chỉ cần được đặt trong một môi trường phù hợp mà thôi. Và với một đội bóng đang tái thiết toàn diện như nửa đỏ thành Manchester, thì đây là nơi không thể tốt hơn dành cho tuyển thủ người Anh. Quỷ Đỏ được cho là sẽ ưu tiên mua một trung phong và một số 8 trong phiên chợ hè sắp tới. Lực lượng hiện tại của Quỷ Đỏ chưa hoàn thiện và cần phải bổ sung thêm nhân sự để chinh chiến trên nhiều mặt trận mùa tới. Vì thế, đội chủ sân Old Trafford tham vọng nhanh chóng ký hợp đồng với tân binh thứ hai sau Mason Mount trước chuyến du đấu tiền mùa giải của đội bóng trong hè năm nay để ổn định lực lượng trước khi bước vào giai đoạn tập luyện. Chúng ta vẫn cần phải chờ thêm vài ngày nữa để có thể biết được rằng câu lạc bộ nào sẽ chấp nhận xuống nước ở thương vụ này. Nhưng quan trọng hơn,
ngôi sao của Chelsea đã quyết tâm gia nhập Manchester United và việc đàm phán về giá cả từ đó cũng sẽ dễ dàng hơn. Rất có thể, đây chính là tân binh đầu tiên của Quỷ Đỏ trong phiên chợ hè năm nay để mở màn cho một mùa mua sắm, hứa hẹn là nhiều khó khăn sắp tới. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.